người chọn đúng chúng ta sẽ có 2 triệu đồng. Xin mời. Anh, Bulgaria, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, các quốc gia. Câu hỏi như sau: quốc gia nào là thành viên của Liên minh châu Âu EU? Bắt đầu. Giờ Tây Ban Nha với EU cái nào chính xác là chị vô Tây Ban Nha, tại vì Liên minh châu Âu, Liên minh EU là chị bị hoang mang. Tây Ban Nha nước Anh đúng không ạ? Thì rải ra, chị biết châu Âu được chứ Liên minh EU. Bây giờ rải đi, Nha rải nha. Giờ chị vô đâu? Chị vô Tây Ban Nha đi. Rồi, nhanh lên. Chia ra nha, chia ra nếu như không chắc chắn. Suy nghĩ kỹ chưa? Chị Tây Ban Nha, chị có đi chị đi chết lẻ đi. Trời ơi, mình chết đâu ấy. Vào một vài giây cuối cùng thì đội trưởng bỏ của chạy lấy người. Từ Tây Ban Nha phóng qua Bulgaria, hai em đứng ở vị trí Thụy Sĩ, một bạn đứng ở vị trí của Anh. Hai đứa đứng ở Thụy Sĩ nắm tay chuẩn bị trao nhận đính hôn hả? Không có như đọc giải hoa hậu vậy hả? Như đọc giải hoa hậu vậy hả? Ok. Hai em vẫn luôn luôn đi cùng với nhau đúng không? Anh sẽ công bố đáp án của em trước. Thụy Sĩ. Đó là đáp án sai. Đội mình rải đủ luôn á. Tại vì mình còn đông người mà mình cứ rải đều ra cho nó an toàn. Tiếp theo, Anh, Bulgaria, Tây Ban Nha. Tây Ban Nha nha. Nãy Vân Anh đang từ Tây Ban Nha bỏ chạy qua đây. Bây giờ đúng một cái là ân hận nè. Đáp án Tây Ban Nha. Chính xác. Trời ơi. Tiếc nuối không Vân Anh? Cũng tiếc thôi thì nhưng đó. Mà nói chung là mình rải ra thì thôi vậy đi, hên xui. Hên xui. Nãy đứng yên mình đó là cũng ngon lành rồi. Cũng bị nhập nhằn là đỡ hồi hộp, giờ căng thẳng nè. Còn Anh với lại Bulgaria, hai đáp án này sẽ công bố cùng một lúc. Xin mời. Nếu cho một ước mơ, em cho chị ở lại hay là em ở lại? Em để chị ở lại. Chị ở lại mới có được 10 triệu nghe chị. Chính xác. Bulgaria. Tức là nãy Vân Anh nếu đứng ở vị trí Tây Ban Nha thì cũng đúng, mà giờ chạy qua Bulgaria cũng đúng luôn. Trời ơi, hai đất nước chào đón Vân Anh hết á. Anh cũng đã từng ở trong Liên minh châu Âu nhưng mà sau đó đã rời đi, không còn nữa. Bulgaria và Tây Ban Nha đúng trong cái câu hỏi này của chúng ta. Mời hai chị em đến đây. Điên lúc hết 3 thành viên luôn. Hai cái người kia như hoa hậu đó, đứng nắm tay nhau nhìn lên, cái sắt nó sập xuống đó. Rồi trong bên kia đứng bên Anh cao như cái đồng hồ Big Ben vậy đó. Cũng đi luôn. Bây giờ mình sẽ gặp lại ba bạn ấy trong căn phòng trống. Xin mời. Hai đứa em kia vẫn còn nắm tay nhau. Em ơi, em tưởng là em vẫn còn chuẩn bị đăng quang hoa hậu à? Dạ em đang đợi anh kêu tên á, mà kêu hoài không thấy đâu trơn. Chuẩn bị muốn kêu tên không? Qua tới vòng 2 mới được gọi tên nha em. Mà chưa chắc gì gọi tên mình nữa, bởi vì có tới 3 người trong đó. Mình chỉ được dùng quyền hồi sinh để cứu cho một người thôi. Nhiều tiếc nuối quá đúng không? Cố lên. Ôi ôi, cố lên mọi người ơi. Đó, động viên đó. Cố lên. Ở trong này có máy lạnh, có sofa rồi, đã lắm mọi người. Vậy thôi cứ ở trong đó nghỉ ngơi nha, khỏi ra. Tạm biệt các em, mời hai chị em về chỗ. Xin mời đội Hai Phượng. Giờ còn có 4 cái kết sắt mà không biết còn chuyện gì xảy ra nữa không. Coi nha. Thêm một cái nữa đứt bóng. Còn 3 cái thôi. 3 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng. Hai chị em nếu mà biết chắc thì vô một chỗ, còn không cứ rải người ra ha. Một người mà chọn được đáp án đúng mình có 5 triệu đồng. Mời đáp án. Hàn Sơn. Sinh Từ. Hàn Tiện. Hình như anh Thắng anh nghĩ ra là cái gì rồi đó. Câu hỏi: phố Chả Cá Hà Nội trước đây có tên là gì? Bắt đầu. Ôi trời ơi. Sơn, Sinh Từ, Hàn Tiện. Hàn Sơn, Hàn Sơn, Sinh Từ, Hàn Tiện. Phố Chả Cá. Em đó giờ chưa đi Hà Nội luôn. Thôi mà chị biết mấy hàng nhưng mà cái vấn đề là Hàn Sơn đi chị. Hàn Sơn đi chị. Bây giờ mình chia hay là sao? Dạ, hay là mình đi chung? Chung luôn đi chị. Xin. Nhưng mà còn hai cái kia là không chắc thì chia ra đi. Một thôi chị. Em không chắc thì chia ra. Em chưa đi Hà Nội nhưng mà em lụi hay lắm, nhỏ em lụi hay lắm. Hàng Sơn đi chị. Anh ở lại nha. Anh muốn hỏi thăm em gái. Em chưa đi Hà Nội mà em cứ khăng khăng em kéo đội trưởng em vào Hàng Sơn, lý do vì sao? Dạ hồi đó em học em lụi tiếng Anh hay lắm. Cái chuyện lụi hồi đó nó khác, còn giờ mình mà lụi một cái mình mất hết một cặp, không còn ai thi nữa hết, đi về tay trắng. Đúng rồi. Tại sao? Em tin vào cái lý trí của em. Cái này lý trí không phải, cái này linh cảm. Em một người lý trí. Bây giờ Đại Nghĩa sẽ công bố đáp án số 3. Hàng Tiện là đáp án đúng hay sai? Đây là đáp án sai. Còn lại Hàng Sơn và Sinh Từ. Hai đáp án này chắc chắn có một cái đúng, một cái sai. Nếu như Hàng Sơn là sai thì đội chúng ta sẽ chia tay chương trình tại đây. Và đội mắt biết nghiễm nhiên bước vào vòng đặc biệt. Xin mời. Hai chị em chắp tay cầu nguyện, mặt thành khẩn ghê lắm. Môi run run mấp máy. Phố chả cá ngày xưa có tên là Hàng Sơn. Hay quá. Hai bạn mang về cho đội mình 10 triệu đồng. Đến đây mình qua được 3 câu của vòng 1 mà còn được đội trưởng, đây là ngon lành rồi ha. Nhưng mà bây giờ mình gặp gỡ lại những người bạn kia cái đã. Mời kết nối với căn phòng trống. Sao các em, vui không? Dạ vui, nãy giờ vui lắm luôn á. Tức là đội trưởng cùng với bạn này thì vẫn còn được ở ngoài này. Em cô đơn lắm mọi người. Có em nè chị. Bây giờ nếu mà lát nữa được chọn một người ra là ba người sẽ cử ai ra? Em cao nhất tất nhiên là em sẽ đại diện để em đi ra. Cái trò chơi này mình không có tính chiều cao hiểu không? Tính chiều cao về kiến thức thôi hiểu không? Chị, cho nên... chị tin tưởng em không? Chị tin tưởng em không? Cái chiều cao của em là chiều dài kiến thức của em đó chị. Chắc không? Em dạ chắc. Em chắc. Một lát nữa đó mà một bạn ra, tức là một bạn ra để cứu đội mình chiến thắng chứ không phải là để mà ra đây để xuất hiện trên hình ảnh hiểu không? Cho nên là phải chọn lựa kỹ càng nha. Hỗ trợ chị chứ. Vân Anh phải là người suy nghĩ đưa ra quyết định nha. Tạm biệt các em, mời hai bạn về chỗ. Xin mời Mặt Việt. Mình giàu sao cũng còn đông quân hơn nhà bên kia, cho nên nếu mà phân vân thì cứ mỗi người đứng ô chắc chắn thế nào cũng có một người dính. Mời đáp án Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha. Mời mọi người xem câu hỏi. Họa sĩ Picasso là người nước nào? Bắt đầu. Em nghĩ là Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha. Tại vì ở đây mình có thể lựa chọn loại hai phương án, đó chính là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Thì hai cái từ nó trùng với nhau nha. Rồi chạy nhanh. Hết giờ rồi. Ba người đứng ở ba vị trí. Giống như Đại Nghĩa nói hồi nãy, nếu không chắc thì nên chia lực lượng ra, đúng không? Nãy em gái nói Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha giống nhau, cho nên em quyết định chọn Bồ Đào Nha. Nhưng đội trưởng em đã quyết định chọn Tây Ban Nha. Còn bạn trai này chọn Pháp. Anh sẽ công bố đáp án của em gái đầu tiên. Bồ Đào Nha, xin mời. Hú hồn hú vía. Ôi trời ơi, sập xuống rồi. Anh mà theo em gái ấy là coi như là mình cũng vô căn phòng trống như mấy em kia. Còn lại Pháp và Tây Ban Nha. Bởi vậy mới nói nếu không biết chắc mình chia người ra là vậy đó, nó an toàn. Ít nhất giờ còn sẽ có một người thắng đây. Mời đáp án. Đáp án đúng là Tây Ban Nha. Một câu hỏi cuối cùng đã loại tất cả những thành viên, chỉ còn là một mình đội trưởng là anh Quang Thắng mà thôi. Mời anh Thắng đến đây cùng với em. Nãy mới cười nhẹ đội bên kia, còn có hai mình tới ba, bây giờ dòm lại mình còn có một. Nhất y nhất quẩn anh ơi, anh thấy trống vắng không anh? Thứ nhất là trống vắng, thứ hai nữa là về họa thì tôi mù tịt luôn, không phải sở trường của mình, không biết được. Dạ. Nếu mà cái câu kia mà câu trước của đội Vân Anh ấy thì có thể mình ăn điểm luôn. Dạ. Thế nhưng mà tiếc quá. Vào hơn xui anh ơi, rơi vô cái câu cái nguyên đội rụng sạch, có một mình đội trưởng. Kết nối căn phòng trống. Sao các em? Dạ. Em gái chọn Bồ Đào Nha. Dạ, tại vì em không chắc chắn hai đáp án. Không chắc chắn mà ban đầu anh thấy em lôi kéo quá trời luôn. Dạ, tại vì câu này là em không biết ạ. Bởi vậy mới nói, cái nào không chắc làm ơn làm phước chia người ra giùm tôi một cái. Đó, giờ ai muốn được cứu, giơ tay. Mỗi người nói một câu ngắn gọn, cái lý do tại sao mình nên được cứu. Dạ, anh Thắng ơi, em muốn đồng hành cùng anh hai vòng cuối cùng này ạ. Hãy tin em. Tiếp theo. Dạ, em nghĩ là vòng 3 em sẽ làm được. Giờ phải qua vòng 2 trước rồi đây em nha. Tiếp theo. Dạ, em nghĩ là vòng 2 là em sẽ làm được. Tại vì em có thể sắp xếp chữ được. Hay quá, bé rút kinh nghiệm của bé Duyên. Còn em, cuối cùng. Dạ, hồi nãy giờ em thấy em cũng chưa trả lời được nhiều nên em nghĩ là vòng tiếp theo em sẽ trả lời. Cho nên thôi ở trong đó luôn đi em. Chưa trả lời được nhiều thôi ở trong đó luôn chứ còn gì nữa. Em chưa phát huy. Anh sẽ là người suy nghĩ và quyết định lựa chọn một trong 4 em ấy nha. 8 biết mời anh về chỗ.